Tắc à, và bữa giờ là cập nhật phiên bản mới thì có bạn nào để ý cái nội dung mới này không? Và mình xem lại có rất là nhiều những cái nội dung mới trong cái phiên bản cập nhật đó, thì ngoài cái sự kiện Giáng sinh ra thì chúng ta có rất là nhiều những cái sự kiện khác ở đây. Và mình thấy ở trong này có những cái mới, đó chính là sự kiện sông băng nè, rồi bản điểm danh áo len ấm áp, rồi xúc sắc sông băng Aurora, rồi cuộc thi khai thác sông băng, thêm côn trùng mới và bếp mới nha các bạn ơi. Và có một cái chi tiết rất là thú vị từ nhà phát hành vừa cung cấp nha các bạn ơi, đó chính là trong một cái đoạn giới thiệu đó về một cái chú hồ thì có một cái tảng băng đang đứng màu xanh kìa các bạn ơi. Đó, một cái hòn đá màu xanh thì chắc chắn là đây chính là một cái sự kiện mới gì đó nha các bạn. Đó, có thể là khai thác cái hòn đá băng này đó. Ta-da! Và xin chúc mừng các bạn may mắn đã comment trong cái clip trước của mình tên là Fly Suzy Lan. Rồi đã trúng cái gói mùa đông vui vẻ nha. Và các bạn hãy tiếp tục tham gia cái sự kiện mini game này của mình bằng cách là comment cái ID nhân vật, tên nhân vật và ghi là gói mùa đông vui vẻ. Để trong cái clip sau sẽ là chọn là một bạn ngẫu nhiên may mắn để mình tặng cái phần quà này. Đặc biệt khi đã tham gia các bạn nhớ là like video, ấn đăng ký kênh thì mới là hợp lệ. Ta-da! Và bữa giờ là các bạn đi săn những cái hộp quà bỏ trốn tới đâu rồi đó, và đây chính là cái thành quả của mình săn bữa giờ nha các bạn ơi. Đó, rất là nhiều luôn, 1600 hộp đây các bạn ơi, 1600 xu. Rồi thì cái sự kiện hiện tại thì chưa xong, thì chúng ta sẽ là tiếp tục hé lộ thêm những cái sự kiện rất là mới luôn. Đó, như lúc đầu mình có giới thiệu đó chính là sự kiện khai thác những cái hòn đá băng đó các bạn ơi. Thì để khai thác những cái hòn đá băng thì chúng ta phải có những cái dụng cụ, ví dụ như là cái cuốc nè các bạn ơi, hoặc là cái xẻng gì đó. Ta-da! Và đây chính là một cái hộp bóc thăm cực kỳ là mới đó, sắp sửa được cập nhật nha. Ngoại hình thì trông giống như là một cái thổ dân đỏ đang cầm một cái thương các bạn ơi, một cái mũi tên đó ha. Thì đây chính là cái hộp bóc thăm cô bé đồng tuyết, và mình đã giới thiệu cho các bạn trong cái clip trước rồi, nhưng mà chưa có cái hình ảnh và cũng như là thông tin đó. Thì đây chính là cái thông tin chính xác nha các bạn. Thì lúc đầu là nó ghi là cái mũi tên đó, nhưng mà không hiểu sao bây giờ nó sửa lại thành cái cuốc nha các bạn. Rồi thì đây chính là toàn bộ vật phẩm trong cái hộp bóc thăm đã cô gái đồng tuyết. Thì đương nhiên rồi, cái vật phẩm giá trị nhất đó chính là một cái cuốc đó, hình cái mũi tên nha các bạn. Rồi thì đây kiểu giống như là một cái búa đập đá đó các bạn ơi, khai thác kho khoáng thạch á. Rồi tiếp theo là cái bộ đồ thổ dân là các bạn ơi, đó. Rồi tiếp theo một cái khuôn mặt đấy, và các vật phẩm nội thất đấy, kiểu giống như là thổ dân da đỏ hay sao các bạn ơi. Ê mình lộn, thổ dân da đỏ là sống ở bên châu Mỹ đó các bạn, còn đây là cái thổ dân sống ở Bắc Cực hay Nam Cực gì đó mọi người, ở một cái vùng đất rất là lạnh giá nha, và có rất là nhiều những cái tảng băng. Rồi và tiếp theo các bạn còn nhớ cái hình này không? Đó thì nói chung là cái hình này cũng lâu lắm rồi các bạn ơi. Hình như là trước cách đây 1-2 bản cập nhật thì đã có lộ cái ảnh này rồi á. Nhưng mà mình vẫn chưa có cái thông tin chính xác khi nào nó xuất hiện nha các bạn. Nhưng mà mình đã có cái thông tin đã chi tiết về cái hộp bóc thăm này. Rồi và cái tên tạm gọi đó chính là hộp bóc thăm hội trăng rằm nha các bạn ơi. Đó, nhưng mà có vẻ như là nó không có ăn khớp gì với cái sự kiện Giáng sinh hoặc là cái mùa đông Noel này các bạn ơi. Thì cái hộp này mà xuất hiện trong cái sự kiện rằm trung thu thì mới là hợp lý nè các bạn ơi. Đó, chứ kiểu mà bây giờ đang Noel mà ra cái hộp này thì hơi bị lạc quẻ đó nha. Rồi và quay lại với cái hộp bóc thăm hội trăng rằm đó, thì chắc chắn là 99% thì cái vật phẩm giá trị nhất ở trong cái này là đó chính là một cây búa nha các bạn ơi. Rồi nhưng mà mình chưa có cái chính xác cái tỷ lệ xuất hiện nha. Đấy, tạm thời là có hình không à. Rồi tiếp theo là cái bộ đồ nè, kiểu giống như là bộ đồ trung thu đó các bạn. Rồi thì vẫn là đồ nữ và các món đồ nội thất khác nè. Rồi thì nhìn kiểu giống như là cái phong cách cổ xưa của bên Hàn Quốc đó các bạn, ảo hành bút đồ á. Đó, kiểu như cổ trang này các bạn. Thì có gì mình sẽ là liên tục cập nhật cho các bạn nha, đã thêm những cái thông tin mới nếu mình đã biết được. Đó thì các bạn nhớ là like, ấn chuông thông báo. Còn bây giờ thì mình sẽ là hướng dẫn các bạn ở một cái vị trí tìm 10 cái băng ruy đỏ sự kiện nha. Và mình nhớ không lầm là cái sự kiện tìm 10 giải ba ruy băng này thì đã có trong các sự kiện Giáng sinh lúc trước rồi các bạn ơi. Đó, hình như là 2 năm liền cũng đã có cái này, đi tìm cái này rồi đó mọi người. Rồi thì mình cũng không có hướng dẫn gì nhiều các bạn cách tìm đó, thì nói chung là rất là dễ, thì mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo này thôi, đó chính là nên tìm vào ban đêm đó các bạn ơi. Đó thì ban đêm thì các bạn sẽ là dễ dàng thấy những cái ruy băng này hơn đấy, tại là nó phát sáng và lấp lánh đó các bạn.
Đó, và mình thấy cái chỗ mà khó tìm nhất đó chính là bên khu hôm này nha. Đó, thì nó hơi khó tìm tại là nó giấu những cái chỗ mà phía sau những cái tòa nhà đó các bạn. Còn cái khu camping thì mình thấy là cũng khá là dễ tìm những cái dãy ria băng này. Và trong khu cam thì nó để ở ngoài đường đó các bạn ơi, đã phải nó không có giấu giống như là bên khu hôm này đâu. Đấy, thì các bạn tìm rất là dễ thôi. Đặc biệt là các bạn nên tìm vào ban đêm nha. Đó, thì nó phát sáng thì các bạn rất là dễ nhìn luôn. Rồi thì nói chung là cái sự kiện Giáng sinh này thì nó chỉ tới đây thôi nha các bạn. Đó, và mình thấy là cái đợt này thì nó cũng không có nhiều những cái mới. Và những cái mới thì nó sẽ là tập trung cho những cái đợt cập nhật tiếp theo nha các bạn. Đó, cái đợt sau thì mới gọi là ngon á mọi người ơi. Và nhiều cái để chúng ta đi tìm đó các bạn. Đấy, ví dụ là chúng ta còn một cái sự kiện đó chính là tìm 15 cái ô chữ nè. Đấy, làm thiệp Giáng sinh đó các bạn. Đó, rồi cái đó chưa có cập nhật nha. Rồi, và một cái mới tiếp theo đó chính là xuất hiện bộ ba người tuyết. Đó, cái này là cái hộp bốc thăm ba người tuyết nha các bạn. Thì sẽ là xuất hiện vào ngày 16 tháng 12 tới đây. Đó, thì sẽ là có mặt. À, và sẵn nói tới cái hộp bốc thăm thì mình sẽ là hé lộ cho các bạn một cái hộp bốc thăm cực kỳ là mới. Đó, mà nói chung là cái hộp này là VIP nữa nha các bạn ơi. Thì hôm trước là mình đã giới thiệu cho các bạn hai cái hộp bốc thăm Giáng sinh, đó chính là Giáng sinh vui vẻ với cái hộp bốc thăm Giáng sinh rùng rợn rồi đúng không? Đó, thì sắp tới chúng ta sẽ có một cái hộp bốc thăm mà ở trong cái bộ VIP Pass nữa. Rồi, và nói chung là rất là nhiều những cái hộp bốc thăm mới, đó chính là hộp bốc thăm Thỏ Băng Cực Quang. Đó, là một trong cái bộ VIP Pass lúc trước nha các bạn. Thì nó sẽ là đưa vào trong cái hộp bốc thăm mới nè. Đó, với cái đầm cực quang mộng mơ 1%. Rồi tiếp tục thỏ cực quang, đó chính là con bé nha các bạn, 2%. Rồi tóc 3%, mũ thỏ 3% và mặt mé hồng là 12%. Và thêm các món đồ nội thất khác. Rồi, và các bạn nào mà chưa nhớ đã thì trên đây chính là cái clip giới thiệu để bộ VIP Pass mùa thỏ băng cực quang nha các bạn. Và cái bộ VIP Pass này thì đồ rất là đẹp. Đấy, đặc biệt đó chính là cái đầm cực quang và thêm cái chú bé nữa. Đấy, và đặc biệt đó chính là thêm cái khuôn mặt nữa nha các bạn ơi. Rồi, và cùng xem lại những cái món đồ nội thất để trong cái bộ VIP Pass mùa thỏ băng cực quang nè. Đó, rất là đẹp luôn, rất là hợp với cái chủ đề Giáng sinh lần này nha. Ta-da, công nhận là mau ghê các bạn ơi. Đó, mới đây thì chúng ta là có 3 ngày để trải nghiệm phiên bản mới rồi. Và sắp tới là sẽ là sự kiện Noel này nó ngày 25 rồi, chuẩn bị là tới sự kiện Tết rồi các bạn ơi. Nãy chưa gì là hết là một năm rồi. Đó, và chúng ta sẽ có thêm một cái VIP mới ngày hôm nay đây các bạn ơi. Đó, thì bữa giờ cũng đã giới thiệu rồi. Nãy không có giới thiệu nhiều. Đó chính là mùa Giáng sinh ngọt ngào. Đó, do bạn Sam Lewis thiết kế nha mọi người ơi. Wow, và có cả cái hồ nè, chỗ câu cá hoa tiết Giáng sinh nè các bạn ơi. Nhưng mà chưa biết là bên trong cái hồ này có thể là câu được cá băng hay không nữa nha. Rồi, đó thêm các nội thất nè, đồ chơi nè các bạn ơi. Và chú gấu VIP Pass. Đó, rất là đẹp luôn. Và mình cực kỳ là thích cái bộ đồ này nha các bạn. Đó, bộ đồ rất là nổi luôn mọi người ơi. Đó, ăn tiền là cái bộ đồ đó các bạn. Còn cái khuôn mặt là mình không thấy đẹp nhiều nha. Đó, cũng đẹp nhưng mà nó không có nổi bật các bạn. Đó, mà cái nổi bật đó chính là cái bộ đồ đó, các bạn ơi. Đấy, bộ đồ quá đẹp luôn. Rồi, và thêm cái mũ cũng đẹp nè. Đấy, cái mũ có cái sừng hươu nè các bạn ơi. Đó, bộ đồ là ăn tiền luôn á. Rồi, tuy là cái hộp này là nó không có cái dụng cụ gì hết. Đấy, không có cái búa hay là không có thuyền hay là không có cái nhà gì hết. Đấy, chỉ được cái bộ đồ thôi nha các bạn. Rồi, thì nói chung là mình cũng khá là tiếc về cái này á. Thì là thấy thường thường là những cái bộ VIP Pass thì nó sẽ có những cái dụng cụ kèm theo đặc biệt. Đó, ví dụ là cái xe nè, hoặc là cái cần câu hay là cái gì đó đó các bạn ơi. Rồi thôi, nhưng mà không sao. Đó, được cái bộ đồ là quá là ok rồi. Rồi, và đó chính là những cái bộ đồ siêu giảm giá cuối tuần đây các bạn ơi. Và đặc biệt là toàn là đồ Giáng sinh và mùa đông không nha. Đấy, cái bộ này mình đã có rồi các bạn ơi. Đó, siêu rất là rẻ luôn. Rồi, bộ đồ người tuyết nè, độc quyền 49k là các bạn. Đấy, đồ kèn đồ cổ á mọi người ơi. Đấy, khá là lâu game mới bán lại nè. Rồi, thêm đồ này cũng là đồ cổ nè các bạn. Đó, 79k khủng long nè. Rồi, bộ này thì cũng bình thường là các bạn ơi. Bộ này mình thấy không có đặc biệt cho lắm. Đấy, bộ này cũng đẹp nè. Đó, đồ cổ tiếp nè các bạn. Khá là lâu rồi á mọi người ơi. Hình như là sự kiện Giáng sinh đầu tiên nó có bán á các bạn. 79k. Rồi, thì mình không có mua bộ này. Mình cũng có một cái bộ đồ y chang cây thông đó các bạn. Nhưng mà không phải là cái kiểu này đâu. Và rất là tiếc là ngày hôm nay mình chưa có nhận cái bộ VIP Pass đó và review cho các bạn chi tiết được. Nhưng rất là may là ngày hôm nay là chị Thảo đã mua và sở hữu nên mình là tạm review cho các bạn coi nha. Đây đó, và mở khóa tới level 18 nha các bạn.
Rồi và đầu tiên cái level đó chính là một cái nón nè các bạn ơi. Level 1 đó, một cái mũ Giáng sinh rất là đẹp luôn. Đó, cái mũ rất là nổi các bạn ơi. Phải nói là cái thiết kế cái bộ Giáng sinh này quá đẹp luôn. Rồi băng đô nè. Đó, băng đô cũng rất là hợp mốt nha các bạn. Tuy là đồ Giáng sinh nhưng mà rất là xì tai luôn. Đó, rất là phong cách luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục. Đó, một cái tóc xoăn. Rồi tiếp tục. À, cái khuôn mặt này thì mình không có thích lắm nha các bạn. Đấy, mặt Giáng sinh ngọt ngào. Đó, rồi cái mặt này mình không có thích cho lắm. Đấy, tại là kiểu như là mặt nữ đó các bạn ơi. Rồi tiếp tục. Đấy, và cái mình thích đó chính là cái bộ đồ này nè. Đó, tuy là đồ nữ nhưng mà nhìn kiểu nó ấn tượng đó các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Có những cái hình Giáng sinh ở trên cái áo đó các bạn ơi. Đấy, ví dụ là người tuyết nè, mấy cái họa tiết đó các bạn ơi. Rồi, bốt Giáng sinh ngọt ngào. Rồi và tiếp tục đó chính là level 18. Đó, một cái hồ, một cái rất là bí ẩn. Đây, chỗ câu cá hoa tuyết rất là to luôn các bạn ơi. Thấy các người có chút xíu rồi các bạn. Đó, còn cái hồ rất là bự nha. Rồi và những cái món đồ nội thất sau này chắc là mình đợi các bạn trong cái clip sau thì mình sẽ là review sau nha. Đấy, đợi khi mình nhận full cái badge của nhà phát hành á. Rồi còn đây chính là cái cận cảnh cái hồ nha các bạn ơi. Đấy, cái hồ băng rất là to luôn. Rồi nhưng mà không biết là trong này có cá băng hay không nữa. Nhưng mà mình thấy là mọi người nói là không có cá băng nha các bạn. Đấy, nó cá nó giống như là cá trong những cái hồ bình thường á. Đấy, kiểu như là cá sấu đồ đó các bạn. Chứ không phải là có những cái con cá băng ví dụ như trong cái nhà lều tuyết kia đâu. Đấy, thì rất là tiếc. Đó, nếu mà cái hồ này mà có cá băng nữa đó, thì chắc là 10 điểm luôn nha các bạn. Đó, nhưng mà không có băng thì chắc là mình chơi 9 điểm thôi nha mọi người ơi. Rồi, đó, tại là theo đúng mô tả của bạn San Luis thiết kế là cái hồ này có câu cá băng. Nhưng mà mình nghĩ là một cái lý do gì đó mà nhập hành là không có bỏ cá băng vô cái hồ đó. Đó, thì thêm nghĩ có thể là đang bán một cái nhà tuyết đó các bạn. Đó, thì nếu mà ra cái bộ VIP Pass này thì là người ta mua cái bộ này, người ta câu cá băng thì nó ngon hơn nha mọi người. Đấy, với là cái hồ này có thể là di chuyển được, đó, rất là linh động luôn. Còn cái nhà thì là nó không có linh động được nha các bạn. Rồi, và thêm một cái là cái bộ VIP Pass này nó rẻ hơn cái nhà kia. Đó, cái nhà tuyết kia thì cũng 700k đó các bạn ơi, khá là chát luôn á. Đó, thì mình nghĩ đây chính là cái lý do mà Nhật Thành là không có thêm cá băng vô trong cái hồ này. Rồi và đây chính là theo cái suy nghĩ của mình nha các bạn. Đó, còn các bạn ý kiến như thế nào? Ok, rồi và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.